Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một mẫu bay của Thả Hơn 10. Leo Ranh huyền thoại đến từ người chơi VN. Người VN 12 tuổi đến từ Hải Dương, bạn Nam. Số cúp cao nhất của bạn ấy là 5014 đấy anh em ạ. Đây là một mẫu bay. Nó tương tự rất nhiều mẫu bay ở 11, 12 và Thả Hơn 13 xếp theo kiểu này. Và khu vực ở đây, nhà chính ở đây, King Queen. Queen ở đây, King thì ở góc bên này đang nâng. Và cái hướng tấn công của nhà này cũng khá là khoai. Rồi, thì chắc chắn là đường link của mẫu bay này thì mình sẽ luôn chia sẻ cho các bạn ở phần mô tả video. Anh em thoải mái copy về để sử dụng nha. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng. Đây, đây là Inferno nhiều tia và đây là Inferno một tia. Không để cái nào mặt đất đối với X-Bow. Đó, anh em lưu ý nha. Con hạc này thì cũng gần mắc ở Thả Hơn 10 rồi. Đang nâng kinh lên chút xíu nữa. Rồi, let's go anh em. Ok bạn. Rồi, không biết đây có phải Thả Hơn 10 không khi mà Baby 4. Không nhớ lắm. Nhưng mà dựa đến số lượng quân thì anh em có thể đếm được. À, chơi rồng lớn với cả là bình xét thì ăn đã được 3 cái air defense rồi. Càng quá nhờ. Trời ơi, Baby chỉ có 4 em thôi à. 4 em cấp 4. Được. Mời bạn vào chơi với quê tôi luôn. Ơ nhờ. Tấn công toàn bộ rồng bằng trong khu vực này. Được của nó đấy. All in vào. Rồi. Đi đâu không đi, đi đúng cái hướng em Queen này thì xong rồi. Queen không chết. Ấy giời ơi, Queen nó lại bất tử rồi. Ấy giời, Queen giờ mới hẹo nhưng mà nó thịt được rồng khá là nhiều luôn. Thịt rồng ngon quá. Úi giời, rồng nướng cháy tỏi hay là rồng nướng cháy cạnh đây. Trời ơi, 3x-Bow, 2 Inferno. Đột nhập vào khu vực nhà chính mà khó quá. Đánh đấm thế này thì ai mà chơi cho nổi hả ông thần. Càng lắm. Ây da, một Baby Tiểu Long vào đây ăn chùa. Mong bạn có biết Inferno đốt được đến nơi không? Cố lên. Ôi trời ơi, chết Baby Tiểu Long. Khu vực nhà chính là không đột nhập được. Rồi. Chết hẳn rồi đấy. Khá là nhiều rồng trong tình huống này nhưng mà chỉ có đi vét xung quanh thôi. Cố gắng ăn thêm được cái kho tài nguyên này này. Xuống còn mấy đây. Mút được đấy. Đến đây thì chia tay. Ok, chia tay bạn ơi. Không chia tay làm sao được khi mà nó hết máu rồi. Đấy. Nó lại chống được luôn cả Thả Hơn 10 một nháy đi chứ nhỉ. Ôi trời ơi, một trận thi đấu bằng rồng địa cấp 2. Đồng cấp 2 là cũng phải Thả Hơn 11 rồi đó anh em. Ít nhất là Thả Hơn 11. Rồi. Đại quần giáo các kiểu. Như vậy là King Queen mỗi đứa một bên. Cắt để cho toàn bộ rồng nó đập thẳng vào đúng khu vực trung tâm. Đấy là cũng là một cái cách mà mình sử dụng đánh rồng điện ở trong cái mẫu bay này đối với những người chơi Thả Hơn 13. Và mình áp dụng là thành công clear. Thì để xem ông thần Thả Hơn 11 này xử lý như thế nào nha. Ui giời, bằng tan nát khu vực này rồi. Bị tiếp. Có sập tiếp không? Ấy da. Không sử dụng lính hội thành với tôi à? Bạn có bị nhầm không? Bạn chơi kiểu này là không được đâu. Bây giờ cho bạn thả luôn. Cho bạn thả luôn lính hội. Bạn cũng không nhai được nhà tứ đâu bạn ạ. Lúc này là đang ở rank Titan 1. Hai ông thần Titan 1 vả nhau. À, như vậy chống rồng điện là khét này lẹt. Kể cả bạn ấy bây giờ kể cả có thả luôn cả trại lính thì cũng không ăn được nhà mình cơ mà. Ây giời, đâu có dễ đâu. Rồi, như vậy là có một bạn Thả Hơn 9 đang thử mon men đánh nhà này xem như nào. Đi Queen ở góc 6 giờ rồi. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Và bạn này sẽ đánh như thế nào?
Đi clean vào đi em ạ. Đấy, nói chung là bay nào thủ ngon, hiệu quả thì mình sẽ làm video. Và các bạn có nhu cầu mua vàng, mua gem, mua ưu đãi ở trong cửa hàng thì cứ liên hệ mình nha. Vé vàng ấy thì mình có hỗ trợ luôn cả thẻ điện thoại này, chuyển khoản ngân hàng này, Momo này. Đấy, đầy đủ áp dụng luôn cho anh em. Và anh em nhớ là phải nhắn tin đúng theo đường link Facebook có sẵn ở trong phần mô tả video nha. Chứ nhiều anh em kêu là có kẻ lừa đảo mạo danh mình đấy. Đóng băng e defense nhưng mà lại trừ lại trụ Archer. Rồng của bạn lại tạch rồi bạn ơi. Đây là một người chơi Talon 9. Talon 9 ăn được 2 sao, Talon 10 là chuyện bình thường các bạn nhá. Đấy, và đây Talon 10 chống được những thanh niên Talon 10 đổ xuống là quá ok rồi đấy. Đường link của mẫu bay thì một là anh em vào phần mô tả video là có. Hai là các bạn vào thẳng website akarigaming.com. Đầy đủ nhiều mẫu bay ở các cấp độ nhà chính cho anh em lựa chọn luôn. Kể cả bay cúc, vừa cả là kể cả đánh vua luôn cũng có nha các bạn nha. Mẫu bay trồn cũng chơi luôn. Rồi, king queen như thế này thì mở lối vào đâu để mà ăn khu vực nhà chính. Ui trời ơi, cái hướng này chắc là bị nhiều người đánh nên thả bình cuồng nộ đây. Rồi là thêm cái rồng, thêm cái inferno. Nó để là nhiều tia đốt bằng hết luôn. Ui trời ơi, quy giáp vào đây cầm tử à. Ôi trời ơi, không được rồi bạn ạ. Bạn chơi này là không ổn rồi. Cái PK kìa, ui trời, nóng cháy đít quá. Ôi vâng, cái hiện tượng gì đây. Vâng, mang đến lại mang về như thế này. Ui trời ơi, PK ơi là PK. Ô thế mà vẫn vụt được một cái X-Bow. Căng quá. Em Queen, ấy trời giờ mới gồng. May cho PK đấy. Vâng, nhích thêm chút xíu nữa bị Inferno một tia đốt cho nữa. Đấy, mẫu bay nó lại thủ ngon. Ta hồn 9 gặp cũng khóc thét một nháy rồi. Ôi trời, bye bye bạn nha. Rồi, mãi tạch lô bạn nha. Cái gì đây? Lại là rồng điện mà bây giờ chơi với bình xét à? Rồi rồi, ôi rồi. Hết pin đến nơi không ạ? À, rồi như vậy là chơi góc 3 giờ với cả góc 6 giờ đúng rồi. Nó thả bình xét đấy là có mục đích cả đấy. Ăn được cây thổi gió hướng đấy này này. Rồng rồng điện ở đây. Ôi rồi ôi, pha bẻ lái. Ăn được đến cái... Ui dồi, hay quá nhở. Ta hồn 11, đội quân rồng tiến thẳng vào khu vực trung tâm Việt trong nào. Đang tiến vào lễ đài là đội quân Blun với cả là rồng điện cấp 2. Ui dồi, có gồng đại quản giáo không? Gồng không, tôi hỏi lần nữa này. Không gồng. Rồi, giờ đã gồng chưa? À vẫn chưa gồng, quá đẹp trai luôn. Được, bạn cứ ngâm thế cũng được. Đấy, ngâm cho chết hết cả Blun luôn. Quá đẹp trai còn gì nữa. Rồng điện 4 ở trong lĩnh hội thành đã được nhoi nhoi ra rồi. Đại quản đéo trưởng một cái là sập nhà nữa. Ui trời ơi, quả này thun hết cả chim rồi anh em. Này thì rồng điện với chúng tôi này. Anh em dự đoán có mút được hết không? Ngon thì mút sạch trơn rồi coi nè. Bị câu giờ bởi những cái kho. E defense đang hoạt động cực kỳ tích cực. Đã hẹo một rồng rồi. U xồi. Anh em thấy vị trí đặt quả E defense quá chất chơi luôn không? Bốn cái bốn góc luôn. Khó mà nhài mút được hết lắm. Không dễ đâu bạn ạ. Chúng tôi nó cài cắm bom bẫy ở đây cả rồi. Đấy, bao nhiêu? 91% hết nha. Dừng cuộc chơi bạn nhá. Ồ, chúng ta cùng đến với một người chơi Talon 10 nữa. Đây là một combo rất mạnh ở Talon 10 các bạn này. Giant Wish với cả Bowler. Một combo khá là tốn dầu đèn. Tuy nhiên nó thực sự hiệu quả đấy. Mẫu bay này leo ranh huyền thoại là chống những thanh niên cùng Talon 10 đổ xuống anh em nha. Cảnh Talon 10 mà đổ lên nó dã như Talon 11 nó đánh cho nó clear thì đấy là chuyện quá bình thường anh em nha. Rồi cuồng nộ có bụp vào không? Cuồng nộ đại quân nó bị đốt hết bởi Inferno nhiều tia với cả là rồng điện khu trung tâm luôn. Được, đánh phá được khu vực nhà chính rồi.
Ái chà, hồi máu mà không có bình nhảy. Căng chưa anh em thấy không? Baller nó được bút máu lên nó đập trước kia. Úi giời, ném đá. Pha này hay hơn này. Ôi, trời ơi, kịp thời có hồi máu mới đỏ chứ. Vòng bẫy được chít lình nhì ở đây luôn. Nữa, nhấc người. Ôi, có quả nào nữa không thì xin mời bạn ra đây luôn. Đội quân sinh đẻ có không có kế hoạch này mà gặp phải bom mìn thì đúng là khóc thét. Trời, Queen đã phải gồng nha. Cố lên, gần được 70 rồi. Ồ. À, chờ bắn rất tốt này, mẹ đè bắn đúng con Witch mới chịu. Này thì Witch với chúng tôi. Xong. Một mẫu bay thủ nhà rất dẻo, tha hơn 10 anh em nha. Đấy, và chắc chắn là đường link của mẫu bay này sẽ luôn chia sẻ cho các bạn ở phần mô tả video, anh em chỉ cần việc copy về sử dụng thôi. Có nhu cầu mua vé vàng, gem hay là gói ưu đãi cứ liên hệ mình các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tới. Bye bye.